Gần 10 ngày sau khi huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị cô lập, chia cắt, tính cho đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả thiệt hại sau mưa lũ vẫn đang được tích cực triển khai. Ngoài việc ổn định cuộc sống cho người dân, thông các tuyến đường giao thông thì vấn đề đưa học sinh đến lớp cũng đang được đẩy mạnh. Dù còn nhiều khó khăn nhưng học sinh vùng thiên tai Mường Lát đã bắt đầu quay trở lại trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt tại đây. Trường tiểu học Tam Trung, 2 ngày sau lễ khai giảng năm học mới, những dấu tích của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua vẫn còn ám ảnh những người thầy ở đây. Tường và cửa sổ vỡ vụn, đất đá từ trên đồi đổ sập thành những đống lớn. Tuy nhiên, công tác dạy và học vẫn được triển khai. Ngoài những học sinh có hộ khẩu tại bản Lát, năm học này, trường tiểu học Tam Trung còn đón thêm 24 em đến từ bản Pọ đến học theo hình thức ghép lớp. Việc ổn định tâm lý cũng như hỗ trợ các học sinh này luôn được nhà trường quan tâm. Các em ở bản ra ghép vào cái lớp của hiện tại mà tôi đang dạy á, thì các em cũng rất là bỡ ngỡ. Hơn nữa là đồ dùng học tập của em đã bị trôi hết rồi. Do cái điểm trường Pọng bây giờ là thứ nhất là nó đã bị ngập, thì như ta đã biết thì nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch để sẽ ghép lớp về điểm trường chính để đảm bảo theo đúng kế hoạch năm học của nhà trường. Còn các điểm trường còn lại thì nhà trường cũng đã phân công giáo viên vào để ổn định. Trường mầm non Tam Trung những ngày này cũng đón thêm các học sinh chuyển từ bản Pọng đến. Sau ngày đầu bỡ ngỡ, hiện nay các em đã dần quen với môi trường mới. Không chỉ tự tin múa, học hát, những học sinh lớp 5 tuổi này còn được làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt. Trường quyết tâm là không để các cháu thất học, mà bằng mọi giá thì vẫn huy động đầy đủ các cháu đến học tại điểm trường chính. Thì nhà trường sẽ dành riêng một phòng để cho các cháu vẫn được đến trường đầy đủ. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, mưa lũ đã khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện bị sạt lở, đất đá tràn vào các khu lớp học. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là bản Pọ, xã Nam Trung, khi cả trường tiểu học và mầm non đều bị vùi lấp. Sau khi tiến hành khai giảng tập trung, đến nay các trường học vừa khắc phục thiệt hại, vừa ổn định các lớp học. Cái phương án trước mắt thì ngành giáo dục cũng vẫn là động viên tất cả các thầy cô trước tiên và phải bám trường bám lớp, cũng phải trụ lại với dân ở trong bản để mà khắc phục về cơ sở vật chất cũng như là vận động các em học sinh để duy trì thực hiện theo cái kế hoạch năm học đã đề ra và đảm bảo cái thời lượng chương trình theo đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng tiếp tục là vận động, đặc biệt là vận động các cháu này, và thứ hai là đi học này, và thứ hai là phải tiếp tục cho các cái thôn bản, các cái nơi bị sạt lở thì tạm sơ bộ để dọn dẹp các cái trường này cho các cháu an tâm, không để là ảnh hưởng đến cái trong quá trình học tập của các cháu. Là có phòng học được thì cơ bản là ổn định, thì chúng tôi đang chỉ đạo. Mường Lát có tới 112 điểm trường lẻ, trong đó có gần 30 khu các em phải học ở lớp tạm và lớp tranh tre nứa lá xuống cấp. Tương lai không xa, những mầm xanh Mường Lát sẽ là những hạt giống để nơi đây dần thoát nghèo. Tuy vậy, hành trình phía trước sẽ còn bộn bề khó khăn hơn bởi những thiệt hại nặng nề sau lũ dữ.